Liên quan vụ án xảy ra tại SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, có 5 bị cáo bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Thuần, Nguyễn Thị Phi Loan và Phan Tấn Trung, cùng là Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tính, Tổ trưởng Tổ giám sát. Theo hồ sơ vụ án, hành vi của các cá nhân trên liên quan đến 4 tổ giám sát ngân hàng SCB giai đoạn 2016-2022, việc thẩm định kế hoạch tái cơ cấu SCB 2015-2019 và đoàn thanh tra SCB năm 2022. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định các quy định của pháp luật và ngân hàng nhà nước về công tác thanh tra, giám sát đối với SCB sẽ có 4 biện pháp. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến tháng 9/2022, Cục 2 và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã không triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất đối với SCB. Hai đơn vị trên chỉ triển khai các biện pháp giám sát an toàn vi mô, quy định của pháp luật và các biện pháp giám sát qua báo cáo của SCB thông qua việc thành lập các tổ giám sát. Quá trình thực hiện biện pháp giám sát qua báo cáo, khi xét thấy rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ giám sát đề xuất lãnh đạo Cục 2 hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, thanh tra đối với SCB. Trong quá trình giám sát từ năm 2016 đến tháng 9/2022, tổ giám sát đã có hơn 70 lượt văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo các cấp về nội dung trên, đề xuất đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được lãnh đạo thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận. Theo hồ sơ vụ án, năm bị cáo nêu trên với vai trò là lãnh đạo Cục 2, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và tổ trưởng tổ giám sát đã ngăn chặn, cản trở việc báo cáo hoặc báo cáo không trung thực các hành vi sai phạm và thực trạng tài chính rất xấu của SCB lên Ngân hàng Nhà nước. Các bị cáo cũng không kiến nghị Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, không kiến nghị cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước thanh tra pháp nhân SCB để kịp thời xử lý các sai phạm, thu hẹp phạm vi thanh tra không đúng với đề xuất của tổ giám sát, cố ý làm trái với ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và cơ quan thanh tra giám sát. Tại cuộc họp ngày 16/2/2022, ông Dũng đã chỉ đạo kết luận do nguồn nhân lực của thanh tra giám sát có số lượng rất hạn chế, khối lượng công việc rất lớn, thời gian yêu cầu xử lý nhanh chóng, vì vậy qua các nội dung nêu trên, việc thực hiện thanh tra toàn bộ khách hàng là không thể thực hiện được, do đó khi thanh tra cần xác định lựa chọn khách hàng có trọng tâm. Hồ sơ vụ án thể hiện quá trình thực hiện giám sát, các cá nhân trên đã nhận tiền, quà biếu của SCB vào các dịp lễ, Tết. Theo đó, ông Dũng nhận 400 triệu đồng, 15.000 đô la Mỹ, ông Nguyễn Văn Thuần nhận 1,8 tỷ đồng, ông Phan Tấn Trung nhận 1,1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Phi Loan nhận 470 triệu và Nguyễn Tính nhận 500 triệu đồng. Theo cáo trạng, những sai phạm trên của ông Dũng và đồng phạm đã để nhóm Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi trái pháp luật, khiến SCB mất thanh khoản hoàn toàn số tiền 677.286 tỷ đồng. Theo đó, ông Dũng phải chịu trách nhiệm về thiệt hại số tiền 606.460 tỷ đồng, nợ gốc là 452.415 tỷ đồng và lãi 154.044 tỷ đồng. Những người còn lại trong nhóm này bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB số tiền từ 216.225 tỷ đồng đến 605.356 tỷ đồng. Liên quan tới nhóm này, nhà chức trách xác định ông Tô Duy Lâm, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh không can thiệp, không tham gia chỉnh sửa, phê duyệt nội dung báo cáo của tổ giám sát nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng cần kiến nghị xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền đối với ông Lâm về trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm của cấp dưới. Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng,
có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo kêu gọi 5 người này ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình, gồm bị cáo Trương Mỹ Lan và 11 đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, mặc dù không giữ chức vụ gì trong SCB, nhưng do nắm 91,5% cổ phần SCB cho cá nhân, pháp nhân khác đứng tên, nên thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền lực chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB. Đồng thời, Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chủ các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, nên bà Lan bằng nhiều thủ đoạn như tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập các đơn vị thuộc SCB, chi để cho vay, giải ngân theo yêu cầu, thành lập các công ty ma, tạo lập hồ sơ vay khống, câu kết với các công ty liên quan tạo lập khoản vay, chiếm đoạt tiền của SCB, thông đồng, câu kết với các công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan chức năng để bưng bít, che giấu sai phạm tại SCB. Kết quả điều tra xác định trong giai đoạn 10 năm, từ 1 tháng 1 2012 đến 7 tháng 10 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân 2.257 khoản trên hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 2022, còn 1.284 hồ sơ vay tương đương dư nợ 677.286 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, nợ gốc 483.971 tỷ đồng, lãi phí 193.315 tỷ đồng. Nợ gốc của bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc tại SCB. Trong đó, từ ngày 1 tháng 1/2012 đến ngày 31 tháng 12/2017, bị cáo vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.600 tỷ đồng sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay. Từ ngày 1 tháng 1/2018 đến 7 tháng 10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc và hơn 129.000 tỷ đồng lãi suất phát sinh từ nợ gốc. Sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay, như vậy, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm liên quan giúp sức cho bị cáo đã gây thiệt hại cho SCB tổng cộng gần 498.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.